Nam cũng đã gần 20 năm rồi, gần 20 năm. Bởi vì cách đây năm 2002 hiện tại thì tôi nhớ là nhà thơ Thế Hiên có viết một bài là kỷ niệm 10 năm thơ Tân Thực Việt, thơ tiếng cả nước ngoài. Thì cho đến bây giờ thì cũng đã có rất nhiều thực hành và có nhiều thế hệ thực hành, chứ không chỉ có một thế hệ nào cả. Có thế hệ từ những 4X, rồi 5X, 6X, 7X, 8X và còn có thể trẻ hơn nữa. Một trong những gương mặt để thay đổi không khí một chút thì một trong những gương mặt thực hành thơ Tân Hình Thức ở phương Nam và cũng đã tạo ra được một chú ý nhất định trong những người thưởng thức thơ Tân Hình Thức, đó chính là nhà thơ trẻ Ngô Thị Hành, có một bút danh là Thanh Ngô. Và mời chị trình bày và có thể chia sẻ những trải nghiệm của mình liên quan đến tác phẩm mà chị vừa công bố. Xin chào mọi người. Đến với cái cuộc bàn luận về thơ Tân Hình Thức thì Hạnh Ngộ xin phép được đóng góp một bài thơ, tức là cái bài thơ này mình viết cũng rất là tình cờ thôi, nhưng mà để mà đọc thơ Tân Hình Thức á, thì lại làm mất đi cái đặc điểm quan trọng của thơ Tân Hình Thức, đó là văn bản. Mà trên văn bản thì nó có cái sự ngắt dòng, cũng giống như là Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ á, mà tách khỏi cái nỗi buồn ở sông nước Nam Bộ vậy đó. Tức là đặc sản của Đờn Ca Tài Tử là buồn, thì đặc sản của thơ Tân Hình Thức theo như mình nghĩ đó, đó là cái sự ngắt dòng đó, và những cái từ, những cái ngôn ngữ rất là đời thường, rất là bình dân, chẳng hạn như là những cái từ lóng hay là những cái từ than thở gì đó mình đều có thể đưa vào thơ Tân Hình Thức. Thì Hạnh Ngộ đã tiếp xúc với lại lý thuyết của Tân Hình Thức cũng cách đây cũng khoảng 5 năm, nhưng mà lúc đó cảm thấy không thích và nói là rất là rườm rà làm thơ gì sao mà thấy có vẻ như là nó không có hợp với mình, cho nên là chỉ viết thơ tự do thôi. Cho đến một hôm á, là cái Facebook nó đã đánh lừa mình, tức là Facebook có một cái đặc điểm rất là hay, đó là khi mà mình viết Facebook á, thì mình không có lường trước được điều gì hết, tức là mình muốn bộc lộ tất cả những cái cảm xúc của mình ra, buồn vui gì đó, là mình giống như là mình gọi là khỏa thân tâm trạng trên Facebook vậy đó. Thì khi mà đọc ghi viết xong cái dòng status mà cảm thấy là khó chịu và buồn đó, thì mình thấy là ủa sao mình lại viết cái dòng status này rất là kỳ, cho nên thôi biến nó thành một cái bài thơ. Thì tình cờ thôi, khi mà viết cái bài thơ này xong á, thì mọi người mới nói là đúng là thơ Tân Hình Thức rồi. Và kế tiếp đó là có nhà văn Vũ Hồng viết tiếp vào cái cảm xúc này với mình, thì xin phép được đọc ở đây. Nhà văn Vũ Hồng và bạn Xuân Thủy. Xuân Thủy thì cũng ở trên Facebook nên mình cũng không biết bạn này. Thì cái lúc mà mình viết cái đoạn thơ này á, thì cũng không có tên, cũng không có tên. Sau này thì mình đặt cái đoạn này là Tâm Biến Đổi. Hồi hôm có một chuyện buồn, muốn đi chết. Buổi sáng nghĩ lại chuyện sầu bi đó, lại muốn vào rừng sâu, không đối diện với nó. Thôi ráng đi gội cái đầu, ráng đi pha ấm trà, uống vào một ngụm, uống vào bụng, ui da, trà quá ngon. Có thể đi chết một mình trong rừng sâu ý a giữa buổi sáng hôm nay, thảnh thơi, muốn hưởng tiếp thảnh thơi. Còn bao tử chưa làm gì, chưa hưởng hết thảnh thơi, sao lại đi chết? Chắc cũng tại ngụm trà do ba mua bữa trước, có bỏ chút tình thân thiết phải không ba? Đó là cái đoạn thơ. Thay vì viết cái dòng câu tết than thở gì đó thì mình viết cái bài thơ này. Thì cũng là một cái đặc điểm của Tân Hình Thức, tức là viết liên văn bản và sáng tác theo nhóm. Thì nhà văn Vũ Hồng mới vô Facebook thì mới thấy vậy, mới ngẫu hứng mới viết nối theo. Thì nhà văn Thế Im như có đặt cho cái đoạn văn của anh, đoạn thơ của anh Vũ Hồng là lay hoay. Vậy đêm qua không ngủ chút nào chứ? Vậy đêm qua không ngủ chút nào chứ gì? Ra bờ sông nhập Facebook mấy chữ tiếng Việt có dấu ý à, gọi cà phê trung nguyên một ly đầy và 6 điếu thuốc để chung trên cái dĩa nhỏ.
cùng xấu que diêm không chịu cháy. Nên em giận run, bèn quay sang níu anh cho mượn cái hộp quẹt để quên chút sầu buồn muốn đi chết. Buổi sáng nghĩ lại chuyện sầu bi đó, lại muốn vào rừng sâu nhớ ba chỉ vì buồn, chả muốn làm gì. Ngay cả điều mình có thể làm đó là yêu người ta, yêu hơn là nỗi buồn vì xấu que diêm không chịu cháy. Bèn quay lại níu anh người ta, anh yêu của người ta, quên ba điếu, quên ba xấu điếu thuốc. Vừa bưng ra theo tiếng gọi của cô hàng nước, cô hàng nước ơi, cho em như ba ở đây, đâu ra là ba chấm. Dạ, đó là cái đoạn của anh Vũ Hồng. Và trộn chung luôn cái phần của Xuân Thủy đó, thì nó mới được dài như vậy. Nếu mà trên văn bản thì chắc các bạn sẽ thấy rõ hơn được cái ý và tứ ở trong này. Đó là cái nguyên một cái liên văn bản mà anh Thế Yên đặt tên là Loay Hoay. À, ngoài ra đặc biệt đó thì thơ tên hình thức đó, nó còn có một đặc điểm nữa, đó là trích dẫn những cái lời thoại trực tiếp hoặc là trích dẫn những cái câu thơ của người khác vào bài thơ của mình. Thì có thể cho Hạnh đọc theo một bài nữa không ạ? Bài này để thể hiện cái sự trích dẫn lời thoại. Đó là bài thơ Im Lặng Cũng Như Lời. Thì Hạnh Ngộ lấy từ một cái câu dẫn, trích dẫn từ câu ca dao là: cuộc đời là những chuyến đi buồn vui thì ít, chia ly thì nhiều. Thì mới nói thành cái bài thơ này: cuộc đời là những chuyến đi gần nhau thì ít, chia ly thì nhiều. Nhiều khi muốn hứa với anh điều gì, những lời tư tình có cánh chợt khựng lại, bởi biết rằng lời hứa đầu môi chẳng thành hiện thực. Hiện thực được mới lạ, lời em muốn nói, muốn yêu anh mãi mãi, trong lúc đắm say lắm mới dám nói lời sấm truyền, kiểu tình yêu vĩnh cửu vô thời hạn. Và cũng bởi cuộc đời là những chuyến đi, hôm qua anh nói muốn gần em mãi mãi, hôm nay anh ở tận trời Tây, em ở đây phương Đông với cơn giông tình đen trắng. Như vậy có phải lời nói gió bay không? Chắc không, vì âm thanh đọng lại trong em rất sâu. Vậy không phải giả, cũng không phải thật. Anh biết mà, em biết mà, lời nói bộc phát lúc tình say, em trân trọng khoảnh khắc ấy. Nên thôi, nếu có lần sau, im lặng cho rồi. Vì cuộc đời là những chuyến đi, gần nhau thì ít, chia ly cũng đành. Xin hỏi anh Ngộ một câu. Tức là cái bài vừa rồi là trên cái hình thức hiển thị trên văn bản ấy, nó là thẻ 68 là phải không? À, dạ, nó là... Hay chỉ có hai câu đầu trích dẫn ca dao là 68? À, trích dẫn ca dao nhưng mà khi mà ngắt dòng thì nó cũng còn là 7 chữ. À, 7 chữ. Dạ, 7 chữ. Đây là cái hình thức văn bản là 7 chữ. Dạ, 7 chữ. Đấy, còn hình thức cái bài kia là 5 chữ. Chúng ta quan sát đến việc đọc của nhà thơ Hành Ngộ đấy, chúng ta thấy thế này này, là không đọc theo dòng thơ mà đọc theo cái cú pháp mà nhà thơ đã sắp xếp trên văn bản, và như vậy đưa chúng ta một ý niệm về nghĩa, ta hiểu được nghĩa. Thế còn cái cảm nhận về có tính thị giác, về hình khối, về cái cách sắp đặt chữ ở trên đó thì chúng ta phải đọc và đọc trực tiếp. Thì đó là câu chuyện, không chỉ thơ tân hình thức không chỉ là câu chuyện để nghe mà còn là câu chuyện của việc đọc trực tiếp và để cảm nhận, mỗi người cảm nhận một cách rất khác nhau. À, sau đây thì xin nhường quyền điều hành cho nhà thơ Hồ Đăng Lê Ngọc, xin mời. Thơ tân hình thức thì tại ở đây có các bạn sinh viên có thể lần đầu tiên tiếp xúc với là thơ tân hình thức, thì có bốn cái đặc điểm chính của nó, đó là tính truyền, kỹ thuật lặp lại, ngôn ngữ đời thường, và cắt dòng, cái quan trọng là cắt dòng. À, khi mà đây là kinh nghiệm của cá nhân tôi, khi mà
làm bài thơ bài trừng hết 6 trừng, 5 trừng, 6 trừng hay 7 trừng mà ngắt dòng sang để cổ, thì cái đó nó phụ thuộc vào cái nghĩa của từ. Khi mà mình đến ngang cái chữ đó, mình thấy là nếu mà bắt qua thì cái chữ mà bắt đó nó gợi nhiều hơn thì đó là nó hay hơn. Còn nếu mà cứ để như vậy thì cái từ mà được bắt qua đó nó không, nó chỉ nguyên nghĩa, nó không hay lắm. Ví dụ như câu thơ cỏ đã mọc trong tóc mẹ, cỏ đã mọc trong mắt mẹ, thì cái chữ mà cỏ đã mọc trong tóc mà chữ mẹ đó mình để viết liền luôn, cỏ đã mọc trong tóc mẹ thì nó sẽ không hay bằng là cỏ đã mọc trong tóc bắt dòng chữ mẹ xuống dưới. Thì tự nhiên cái nó gợi được nhiều thứ, nó gợi về cái cảm xúc rất là nhiều. Đó là cái kinh nghiệm của cá nhân tôi như vậy. Cho nên vì sao mà 5 chữ, vì sao mà 6 chữ, vì sao mà 7 chữ để mà bắt dòng là nó cái từ sáng tạo của nhà thơ. Cái thứ hai nữa là nếu như không có kỹ thuật lặp lại thì một mẫu tích trên báo cũng sẽ sắp được một bài thơ trên hình thức. Nhưng mà vì có cái sự lặp lại, cái chủ động về lặp lại từ, tình từ cho đắc và cái ngôn ngữ đời thường nói vậy, thì khi đưa vào thơ đó là một cái nghệ thuật chọn lựa rồi, chọn lọc ngôn từ như thế nào để đưa vào mà một kể một câu chuyện nó hết sức là bình thường. Thì khi làm thơ nhiều thì sẽ có kinh nghiệm như vậy. Hôm nay trong cái căn phòng của chúng ta thì có một người, trước đây là chúng tôi đã mời anh đến cùng chủ trì cái hội thảo ở Huế, nhưng sau đó là không tổ chức được. Đó là nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. Xin kính mời anh.